Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc các cái phần tiếp theo của chương Business Analysis, Planning and Monitoring. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mục thứ tư đó là Plan Business Analysis Information Management. Plan Business Analysis Information Management uh, các bạn thấy là cái tên tựa đề có nghĩa là làm sao để mà chúng ta quản trị thông tin quản trị thông tin tài liệu các kiểu đó, khi mà các bạn làm công việc ba thì mục đích của việc quản trị thông tin này là để phát triển một cách tiếp cận về cách thông tin phân tích được sẽ được lưu trữ và được truy cập các bạn thể thấy là thông tin khi mà các bạn làm ba bao gồm các cái thông tin mà các bạn business analyst thu thập uh, tạo ra biên dịch phổ biến rồi trình bày vân vân trong quá trình thực hiện phân tích chúng ta sẽ nói về những cái mô hình tuyên bố về cái phạm vi về cái scope về cái business case chúng ta sẽ nói về các mối quan tâm của các bên liên quan chúng ta sẽ nói về những cái kết quả mà chúng ta khơi gợi yêu cầu uh, thiết kế và các cái lựa chọn giải pháp. Thì đây là một trong những cái mà các bạn thấy rất là phổ biến khi mà các bạn làm các công việc liên quan tới BA. Uh, điều này bao gồm các cái yêu cầu và thiết kế này, từ các câu chuyện của người dùng cho tới các tài liệu chính thức khi mà các bạn hoạt động thì ở đây các bạn sẽ thấy là nói về thông tin nó có rất là nhiều cái nguồn thông tin khác nhau. Đối với công việc BA nói chung á, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có từ các cái nguồn về mặt giao tiếp, về mặt trao đổi, về mặt họp hành. Chúng ta có các cái nguồn thông tin liên quan Thank you. Tài liệu mà do stakeholder đưa, tài liệu mà do đối tác đưa, do khách hàng đưa. Những cái liên quan tới chúng ta uh, quan sát, chúng ta trao đổi thông tin, chúng ta phân tích về những cái giao diện. Vâng, các bạn thấy là nó cũng khá là liên quan tới những cái chương sau này. Khi mà các bạn học về những cái chương như là uh, requirement elicitation, các bạn, yêu cầu, các bạn sẽ thấy là những cái nguồn thông tin đó chúng ta phải có quản lý, nếu không là nó sẽ bị rời rạc. Và bản thân khi mà các bạn làm việc trong thực tế, chúng ta sẽ có rất là nhiều nguồn thông tin mà các bạn có từ gặp gỡ khách hàng, từ họp hành, từ email... từ từ chat từ trao đổi miệng rất là nhiều nguồn thông tin khác nhau và chúng ta phải có cách làm sao để mà chúng ta có thể trao đổi chúng ta có thể thống nhất chúng ta có thể quản lý một cách dễ dàng các bạn thấy là khi mà các bạn làm việc công việc ba thì cái nguồn thông tin nó đòi hỏi nó phải được tổ chức như thế nào nó phải how information should be organized chúng ta phải có một cái sự tổ chức một cách cụ thể chặt chẽ và có sự thống nhất giữa các bên liên quan để mà chúng ta không có bị gọi như là người hiểu này người hiểu kia em tưởng tôi tưởng nó rất là mệt mỏi mức à, độ chi tiết mà thông tin cần được thu thập những cái thông tin nào nó có những cái mối quan hệ như thế nào à, những cái mối quan hệ liên đới với nhau ví dụ những mối quan hệ về mặt nhân quả những mối quan hệ về mặt cập nhật ví dụ như vậy à, thông tin có thể được sử dụng trong nhiều cái môi trường như thế nào trong từng cái quy mô của nó có thể là trong cái công việc hàng ngày hoặc là trong cả một tổ chức tiếp theo các bạn sẽ thấy là thông tin nó sẽ được truy cập được trữ thế nào các bạn có thể sử dụng những cái công cụ tại chúng ta hay nghe ví dụ như là Jira, Redmine, Trello, ngoài ra chúng ta có thể dùng Excel, chúng ta có thể dùng email, chúng ta có thể dùng chat, chat, Chúng ta có rất nhiều cái cách mà thông tin được truy cập và lưu trữ. À, đặc điểm mà thông tin phải được duy trì có những cái thông tin chúng ta có thể hiểu là ờ nếu như nó cập nhật mà chúng ta thể bỏ cái cũ, ta quên cái cũ đi, hay là chúng ta phải lưu lóc lại để mà chúng ta có thể biết là cái tiến trình cái cái khả năng phát triển của nó như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái yếu tố liên quan tới thông tin như là các bạn cần phải thực hiện những cái công việc liên quan tới theo dõi đi coi là người này người kia thay đổi như thế nào, cái tiến độ phát triển ra sao, các bạn có thể xin được các bạn có thể kiểm tra giám sát được và cũng như là việc quản lý thông tin này thì đó là một cái điều rất là quan trọng và các bạn phải luôn theo dõi các bạn phải luôn quan tâm để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái việc và phân tích kinh doanh, cái phân tích nghiệp vụ vân vân đảm bảo một cái chính xác và các cái thông tin được cập nhật mới nhất rồi chúng ta cùng tìm hiểu qua cái phần cái sơ đồ cái input đầu vào thì cái input đầu vào của đối với cái việc mà chúng ta xác định Information Management này thì cái đầu tiên là cái cái Business Analysis Approach thì cái phương pháp tiếp cận này nó sẽ giúp cho chúng ta là hiểu được là chúng ta cần phải cái quản lý thông tin như thế nào cũng như là đảm bảo tính nhất quán như các phương pháp tiếp cận. Phương pháp tiếp theo là phương pháp tiếp cận và quản trị về stakeholder. Thì các cái stakeholder với nhau, chúng các bạn sẽ thấy là đúng là trong một cái dự án nó có rất là nhiều stakeholder đúng không? Thì chúng ta sẽ phải quản trị các cái thông tin từ những cái stakeholder nó như thế nào, các cái yêu cầu về mặt thay đổi, các yêu cầu về mặt uh, mong muốn, các cái nits, các cái uh, thiết kế, các cái thông tin các cái về mặt đưa ra quyết quyết định vân vân thì chúng ta phải có cái sự uh, quản lý, quản trị như thế nào, theo dõi ra sao, lưu trữ hồ sơ giấy tờ thủ tục như thế nào và cái thứ ba là governance approach cái phương pháp quản trị cái phương pháp quản trị này thì bên cạnh cái chuyện là các bạn thấy thấy là nó giúp cho chúng ta quản trị thông tin thì nó còn giúp cho chúng ta có follow theo cái phương thức quản trị phương pháp tiếp cận phương thức quản trị về stakeholder để mà chúng ta có một cái đưa ra những cái giải pháp những cái kế hoạch đảm bảo được cái chuyện là làm sao để mà chúng ta quản lý thông tin một cách cụ thể nhất nội dung tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu những cái yếu tố chi tiết khi mà các bạn làm về information management yếu tố đầu tiên đó là organization of BA information cách 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 mà các bạn tổ chức về các cái thông tin liên quan tới BA thì các bạn BA sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thông tin khi mà các bạn làm việc và các cái thông tin này nó cần phải có được tổ chức theo một cái cách thức cho về mặt truy cập và về mặt sử dụng sao cho nó hiệu quả À, thông tin phải được cấu trúc tốt để mà đảm bảo không khó các bạn xác định vị trí không có bị xung đột với thông tin khác đôi khi các bạn bị xung đột tất cả chính thông tin mà các bạn bị làm nữa đúng không ạ và quan trọng nhất là các bạn không được để cái sự trùng lập cái sự trồng chéo à, thì chung quy thì các bạn sẽ thấy là đối với thông tin nói chung thì chúng ta luôn phải có đảm bảo tổ chức một cách rõ ràng cụ thể cần gì nhớ nấy cần gì lôi ra ngay tức khắc cần gì là chúng ta có thể xử lý thông tin để mà chúng ta trao đổi chúng ta học hành chúng ta phê duyệt vân vân một cách dễ dàng chứ không thông tin không có được để một cách rời rạc không tin không được trùng lập không tin không có được mà bị mâu thuẫn qua lại về mặt ý nghĩa về mặt nội dung ta phải có một cái tổ chức và một cái phương thức cấu trúc về các cái nội dung, các cái đầu mục thông tin một cách dễ dàng. À, điều này á nó sẽ nó liên quan tới việc xem xét phân loại nè các cái lưu lượng thông tin cần thu thập, nhu cầu truy cập cũng như là quy mô và phức tạp của các cái sự thay đổi về mặt thông tin, các cái sự phức tạp và thay đổi của các nguồn thông tin khác nhau. Nói về cái này trong thực tế các bạn thấy là khi mà các bạn làm ITBA hay là non ITBA thì cũng vậy các bạn có rất là nhiều thông tin có rất nhiều tài liệu mình các bạn sẽ thấy là non IT hay là IT nó đều phải có những thông tin về mặt yêu cầu nè thông tin về mặt thay đổi về Uh, cơ cấu, này, thông tin về mặt tổ chức, này, thông tin về mặt mô tả, này, có rất là nhiều nguồn thông tin khác nhau và các bạn không phân bổ, phân loại một cách rõ ràng. bản thân cái phân bổ phân loại ở đây không không có gì ghê gớm cả nó nó đến từ những cái nhỏ nhặt nhất đó là những cái đầu mục, những cái thông tin nội dung ngay trong cái sản phẩm uh, tài liệu mà các bạn làm ra từ những cái file word, cái excel cho tới, tới file powerpoint để mà trình bày vân vân tất cả mọi thứ các bạn phải đi từ những cái nhỏ nhặt nhất từ những cái đầu mục a b c d một hai ba bốn một là mã hai la mã gì đó để mà chúng ta đảm bảo được là các cái thông tin nó được phổ, phân nhóm, phân loại một cách cụ thể đó ra. tiếp theo đó là cái level abstraction, cái mức độ trừu tượng, à, cái mức độ trừu tượng mô tả chiều rộng và chiều sâu của thông tin được cung cấp à, trình bày thông tin nó có thể bao gồm những cái, những cái đơn giản bao gồm những cái hai level những cái mang tính khái niệm tổng quan cho tới những cái tóm tắt những cái, những cái rất là chi tiết thì khi mà xác định mức độ chi tiết mà mỗi bên liên quan có thể yêu cầu khi mà phát triển về mặt sản phẩm về mặt ý kiến về mặt sáng kiến cần phải xem xét có nhu cầu của từng bên có những bên đó có người ta sẽ quan tâm tới những mức độ mà nó đơn giản thôi nhưng mà có những bên người ta sẽ khá là phức tạp à, thay vì trình bày cho một cái thông tin cho tất cả các bên liên quan thì các bạn BA nên trình bày thông tin với phạm vi rộng với mức độ chi tiết phù hợp với từng cái vai trò từng cái mong muốn của mỗi bên liên quan À, các bạn nên hiểu là các thông tin phân tích PA cho các bạn làm việc các bạn sau này có những cái technique ví dụ là business case cho này kia các bạn mỗi thông tin nó phải đều có một cái chủ đề rõ ràng đều có một tiêu rõ ràng chứ không phải các bạn không muốn thiên bài cái gì thiên bài. Cái level of abstraction này là một những điểm mà các bạn cần phải rất là lưu ý. Cái mỗi stakeholder khác nhau, mỗi cuộc họp khác nhau, người ta sẽ có những cái mong muốn khác nhau. Đối với ITBA, các bạn trình bày cho Dev, các bạn trình bày cho QC vân vân thì các bạn sẽ trình bày một cách chi tiết rõ ràng. Còn đôi khi các bạn trình bày cho manager, các bạn sẽ phải trình bày một cách tổng quan một cách chung chung thôi. Chúng ta không thể nào mà chúng ta trình bày quá chi tiết thì nhiều khi người ta cũng không hiểu nữa. Và nhu cầu người ta cũng không cần tới mức đó. Và quan trọng nhất là người ta không có thời gian để mà nghe các bạn chi tiết như vậy. Chúng ta phải có những cái lựa chọn về mặt cái mức độ chi tiết của nội dung đối với môi trường non IT thì thật ra nó dễ dàng hơn nó dễ hiểu hơn còn các bạn ITBA mình đôi khi mình thấy các bạn trình bày quá chi tiết quá không cần thiết mà chẳng có ý nghĩa là làm cái gì cả traceability thì tốt cái phương pháp mà chúng ta theo dõi chúng ta xác định được cái uh, tiến độ cái thì các bạn sẽ thấy là cái phương pháp này nó bao gồm những cái yếu tố thứ nhất là cái mức độ khó của cái từng cái domain khác nhau số cái lượt xem yêu cầu sẽ được tạo ra mọi cái rủi ro liên quan tới yêu cầu những cái yêu cầu những cái uh, quy định hiện hành nó như thế nào và cũng như là hiểu biết về chi phí và lợi ích của các bên liên quan tới việc uh, tracing này thì cái việc mà chúng ta có kế hoạch đảm bảo các phương pháp tiếp cận để mà chúng ta có thể uh, add cái value này uh, thì các bạn sẽ thấy là uh, những cái này không ta không cần cái chi phí quá cao và đôi khi cái traceability đó trace trace là sao cái là theo dõi tức là follow thì thật ra những cái này nó giúp cho chúng ta có thể mà mỗi bên liên quan khác nhau á, chúng ta sẽ xác định ra mọi nhu cầu của họ như thế nào cái mức độ cập nhật thông tin ra sao cái mức độ theo dõi thông tin như thế nào để mà chúng ta có phương pháp phù hợp thôi cái này cũng không phải là một cái gì đó phức tạp lập kế hoạch sử dụng lại các yêu cầu plan for requirement reuse thì các bạn sẽ thấy là các cái công việc đó đôi khi chúng ta sẽ lập đi lập lại các cái yêu cầu đối với các bạn itba ví dụ như các bạn làm user story các bạn sẽ thấy là đôi khi cái user story của các cái user khác nhau nó lại có sự trùng lặp nó sẽ có sự sử dụng lại rồi đối với các bạn non itba thì các bạn khi ví dụ các bạn làm tư vấn đi, thì đối với các cái nhu cầu không tin khác nhau của một cái công ty của một cái doanh nghiệp thì đôi khi nó cũng có những cái nhu cầu tương tự ví dụ như là những cái nhu cầu liên quan tới kb những nhu cầu liên quan tới uh, quản tới uh, phát triển kinh doanh vân vân thì họ sẽ có những cái nhu cầu giống nhau thì các bạn có thể sử dụng một cách tương tự. Thì việc sử dụng lại các yêu cầu có thể tiết kiệm thời gian công sức và chi phí cho tổ chức miễn là các yêu cầu có thể truy cập và được cấu trúc theo một cách hỗ trợ cho việc tái sử dụng chúng ví dụ như là những cái yêu cầu liên quan tới quy định, liên quan tới nghĩa vụ hợp đồng, liên quan tới quản lý trị chất lượng, liên quan tới cái thỏa thuận mức độ dịch vụ, uh, liên quan tới nguyên tắc kinh doanh, liên quan tới quy trình kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, liên quan tới các cái yêu cầu mô tả sản phẩm doanh nghiệp sản xuất vân vân. Các bạn sẽ thấy là các yêu cầu này có thể tái sử dụng lại hoặc là đôi khi dùng qua dùng lại rất là dễ dàng và các cái việc làm cho chúng ta là những cái yêu cầu chung này nó sẽ giảm thiểu thời gian và uh, công sức Resource cho chúng ta rất là nhiều. À, ngoài ra thì để xác định các yêu cầu được sử dụng lại chúng ta phải được đặt tên và xác định một cách rõ ràng. cái này nó đến từ những cái nhỏ nhặt như là cách gọi nó đến từ rất là nhỏ nhặt có các bạn sẽ thường rất là nghĩ đến những cái rất là cao siêu trên trời mà ngay những, những cái nhỏ nhặt những cái khéo léo các bạn không bao giờ các bạn để ý cả đây là một cái mà người lớn hay người nhỏ người trẻ hay người già gì các bạn đều bị hết các bạn cứ nghĩ trên trời dưới đất mà trong khi các bạn nên hiểu sự thành công nó đến từ những cái rất là nhỏ nhặt các bạn cứ coi thường những cái nhỏ nhặt như là tên đặt phân loại phân nhóm đặt tên này kia rồi cũng như các bạn rất là coi thường một cái gọi như là khi mà các bạn làm việc đó. các bạn không có sự thống nhất về mặt nội dung không có sự thống nhất về mặt cách gọi về mặt cách hiểu giống nhau dẫn tới là khi mà các bạn có muốn sử dụng lại những cái này các bạn cũng sẽ rất là khó tại vì nhiều khi hai cái vấn đề khác nhau có thể sử dụng lại chung một cái yêu cầu đó nhưng mà cái cách gọi cách hiểu không được thống nhất ngay từ đầu dẫn tới là người ta lại phải người ta phải tạo thêm một cái yêu cầu khác. người ta phải làm thêm những cái solution khác nhau để mà thỏa mãn một cái requirement tương tự nhau storage access cái lưu trữ và truy cập thông tin nó luôn là một cái tài sản một cái rất là quý giá của một cái tổ chức của một cái doanh nghiệp của một cái cá nhân nữa cho nên là cái việc các bạn lưu trữ và các bạn truy cập nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố về mặt quản trị thông tin về mặt tần suất truy cập về mặt điều kiện để mà các bạn có thể access được các bạn có thể truy cập được À, thì các cái tiêu chuẩn của tổ chức đối với các cái tính sẵn có của công cụ của ảnh hưởng tới việc quyết định về việc lưu trữ và truy cập có những cái thông tin thì cái nó sẽ được lưu trữ một cách coi như là real time thường xuyên có những cái thông tin mà các bạn sẽ được uh, giống như là lâu lâu cập nhật một lần và chúng ta phải rất là take care khi đối với các yếu tố liên quan tới việc là làm sao mà chúng ta có thể lưu trữ một cách gọn nhẹ nhất cập nhật nhất và nó ít tốn dung lượng nhất Tiếp theo đó là requirement attributes chúng ta có thể tạm dịch là cái thuộc tính yêu cầu. Thì các bạn lên thấy là cái cái việc mà chúng ta xác định thuộc tính yêu cầu này nó sẽ luôn được, được lên kế hoạch và xác định những cái yêu cầu nó được thay đổi, nó được phát triển như thế nào, cái mức độ phức tạp, cái độ khó khăn, cái mức độ ưu tiên của nó ra sao. Các cái thuộc tính này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xác định được là các cái thông tin đó nó được quan trọng hay không, được sử dụng bởi ai, nó được truy cập bởi ai, nó do ai cung cấp, nó được sử dụng như thế nào, tần suất ra sao. Chúng ta cùng xem một số cái nội dung liên quan tới các cái thuộc tính mà chúng ta cần phải xem xét khi mà các bạn làm các cái công việc liên quan tới việc mà uh, quản trị thông tin này. Các bạn sẽ thấy là đầu tiên là chúng ta có những cái tham số tuyệt đối tức là cung uh, cung cấp một cái định danh duy nhất, uh, tham chiếu không được thay đổi, không được sử dụng, không được uh, xóa vân vân. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta làm việc chúng ta luôn phải có những cái nội dung những cái cách keyword những cái tham chiếu những cái thông tin vân vân để mà đảm bảo làm sao khi mà các bạn làm việc là ừ thống nhất cả cả team là ừ chỉ gọi như vậy thôi thì các cái thông tin nó không bao giờ được thay đổi không bị xóa author uh, thông tin về mặt tác giả về mặt nội dung ví dụ như các bạn thấy khi mà làm việc trong mặt tài liệu chúng ta hay có những cái gọi là ai là người biên soạn ai là người kiểm soát ai là người phê duyệt để mà đảm bảo được có chuyện gì là nắm đầu ai đó thôi. Complexity cái mức độ mà phức tạp cho biết cho biết cái độ khó về việc thực hiện của yêu cầu. Ownership cho biết cá nhân hoặc nhóm nào yêu cầu cho biết là giải pháp này sẽ được thực hiện bởi ai, sẽ được ai là người chịu trách nhiệm. Variety cái mức độ ưu tiên chỉ ra tầm quan trọng đối với việc thay đổi đối với việc phát triển của các yêu cầu. Risk rủi ro các xác định các sự kiện không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu nguồn các nguồn gốc của yêu cầu, nguồn thường được đảm bảo cái nếu yêu cầu có thay đổi hoặc nếu cần thông tin liên quan thì có ở đâu sẽ có người đưa thông tin, ở đâu có người thay đổi, ở đâu có người phê duyệt vân vân. Tính ổn định stability cho biết mức độ chín mùi của yêu cầu, trạng thái cho biết trạng thái của yêu cầu cho dù nó được đề xuất, chấp nhận, xác minh, khoản lại, hủy bỏ hoặc thực hiện. Tính khẩn cấp cho biết là yêu cầu cần thiết đến sớm đến mức nào, yêu cầu được phải được ưu tiên ra sao. À, đôi khi chúng ta thấy là thực sự trong quá trình làm việc thực tế, đôi khi cái urgency này nó khá là bị lạm dụng và ai cũng ai cũng muốn mình là gấp nhất, ai cũng muốn mình là ưu tiên hết. À, thì đây là một trong những cái mà các bạn ba cho dù là các bạn it hay non it các bạn cũng phải quan tâm đến chuyện là ừ, các cái thông tin đó nó phải được sắp xếp, nó phải được uh, đứng tính trước, ràng sau vân vân để mà làm sao để mà đảm bảo chúng ta thỏa mãn hết được các yêu cầu và nó ai cái nào quan trọng cái nào không quan trọng. À, phần tiếp theo những cái guideline, những cái, tools, những cái hướng dẫn và công cụ cái đầu tiên là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái phần business analysis performance assessment tức là cái hệ đánh giá hiệu suất các bạn nên hiểu cái đánh giá hiệu suất này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ sự căn cứ vào những cái nội dung những cái thông tin trong quá khứ để mà chúng ta có thể xác định được ở uh, cái yêu cầu nó ok hay không cái, cái thông tin đó nó có quan trọng hay không những cái này nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái uh, có thể là những cái criteria những cái tiêu chí để mình đánh giá được cái nội thông tin cái mức cũng như là những cái kết hợp với những cái kinh nghiệm thực tế trước đây đó business policy để xác định là những cái mức độ giới hạn khi mà một cái quyết định nó được tạo ra thì những cái policies này nó cũng liên quan tới những cái quy định những cái hợp đồng, cái thỏa thuận những cái chứng nhận những cái liên quan tới các vụ pháp lý khác. Công cụ quản lý thông tin, chúng ta có thể công cụ quản lý thông tin từ đơn giản bằng Word, Excel cho tới những cái công cụ hiện đại hơn ví dụ như là Jira, ví dụ như là Trello. Rồi thông tin pháp lý và quy định những cái thông tin về mặt các cái pháp lý pháp chế quy định pháp luật vân vân đó là những cái rất là quan trọng mà các bạn luôn phải follow những luôn phải theo dõi khi mà các bạn đang làm các công việc về mặt BA. stakeholder, stakeholder thì cái đầu tiên các bạn sẽ thấy là vẫn là các bạn SME. ở đâu cũng sẽ xuất hiện các bạn SME hết. À, tiếp theo là regulator nó liên quan tới những cái nguyên tắc quy định nội dung quy định vân vân, sponsor là những người cung cấp tiền cho các bạn thì họ sẽ review, comment. Uh, approve phê duyệt những cái nội dung về chuyển đổi thông tin về mặt cung cấp thông tin thì kết quả đầu ra của cái việc mà chúng ta plan ba information này đó là cái phương pháp tiếp cận quản lý thông tin thì bao gồm những cái nội dung liên quan tới cách mà thông tin được tiếp cận, cách mà thông tin được xác định, cách mà thông tin được uh, lưu trữ, truy cập và sử dụng trong quá trình thay đổi và sau khi thay đổi hoàn tất. Thì các bạn sẽ thấy là trong quá trình các bạn làm việc đối với cái VI box này các bạn sẽ hay thấy chữ change thì cái change này các bạn hiểu giống như là project thôi. À, chúng ta làm project tức là chúng ta cần phát triển chúng ta cần thay đổi một cách gì gì đó chúng ta cần thay đổi một cái điều gì đó à, tóm lại trong cái chương này À, nội dung chính vẫn là làm sao để mà các bạn có thể thu thập à, lập một cái hoạch thu thập chúng ta chưa nói về thu thập chúng ta sẽ lập một cái hoạch thu thập là làm sao để chúng ta phân tích lưu trữ thông tin để mà chúng ta dễ dàng nhất trong quá trình chúng ta làm việc à, hy vọng qua chương này sẽ cho các bạn hiểu hơn về cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta quản lý thông tin các cái thông tin được sắp xếp một cách rời rạc các cái thông tin được tới rất là nhiều nguồn thì các bạn cần phải một có một cái kế hoạch để mà chúng ta có thể thu thập quản trị quản lý những cái thông tin đó collect lại tất cả mọi thứ để mà chúng ta có một cái bộ thông tin hoàn chỉnh để mà chúng ta làm việc Rồi, chúc các bạn thành công